Tại Ủy ban Nhân dân xã Dương Quan chiều ngày 21 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức bốc thăm nhận vị trí đất ở tại khu tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Hội nghị đã thông qua các quy định về phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu tái định cư Bắc sông Cấm giai đoạn 2 và khu tái định cư hoạt động. Phương án giao đất và tổ chức bắt thăm nhận vị trí đất ở vào khu tái định cư và giải thích cụ thể về các vị trí đất bắt thăm đối với từng nhóm đối tượng. Trong đợt này đã có 8 hộ đủ điều kiện thực hiện việc bắt thăm nhận vị trí đất. Đây là các hộ phụ đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất tham gia bắt thăm nhận vị trí đất ở tại khu lô phụ với diện tích từ 60 m2 đến 90 m2 việc tổ chức bắt thăm nhận vị trí đất ở tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông cấm đảm bảo nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật công bằng công khai và minh bạch ngay sau khi các hộ dân bắt thăm các phòng ban chuyên môn của huyện sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật